Trời ơi. Nghệ ở rừng. Ừ. Rồi đi tiếp bạn. Đây, vú sữa đây. Đâu đó? Đây. Đây. Cây nhỏ xíu mà có trái rồi. Cây thì tinh mắt vậy. Cây đó, cây vú sữa đây, quả vú sữa đây nè. Quả bơ đây nè. Quả vú sữa. Quả vú sữa. Đi tiếp. Đi tiếp. Cây gì đây? Hả? Cây gì đây mà mặc trên cát như vậy? Cây là cây thẩm mỹ. Đây, chú cái này ấn là một cái là ngủ hết. Nè, ấn này. Ấn đó, là mày. Ngủ luôn. Đây là này, bún này. Đây nè. Ấn đây. Là ngủ luôn nè. Ngủ luôn. Đó. Ờ, của nó chia nhau ra tìm ấn và ngủ. Đây nè. Ấn mà ngủ luôn nè. Ấn mà ngủ luôn nè. Ấn mà ngủ luôn nè. Đây nè. Đây nè. Ấn mà ngủ luôn nè. Ấn mà ngủ luôn nè. Không có. Đây. Cây dâu tây mà không có quả. Đâu. Đây. Cây dâu tây mà không có quả. Hồi nào ăn hết quả rồi. Người thằng tôi. Trời ơi. Một quả, có một quả. Đâu, có quả hả? Đúng rồi. Rồi vứt luôn, ăn luôn đi. Chích không. Luôn. Sao vậy? Cái đó để dành để khi nào dâu tây màu mới ăn. Đúng. Màu sao? Nhiều mới ăn luôn. Cũng ăn hả? Có mà nhiều đấy. Mới ăn. Nè, mày nói ơi, có một quả. Có nhớ. Nhỏ, sao cô ăn luôn đây? Thôi, vậy đó. Rồi, đi xem vụt rau. Đi. Đây. Ăn một miếng kẹo đi bún. Ai dạ. Em hả? Em hả? Khá là nhiều quả bơ ghê. Nhỏ. Quần rau nè. Đó một cây bơ. Cái bơ không có một trái bơ. Rồi tiếp tục. Đường này, hướng này. Hướng này đi về hướng bên trái. Về bên trái. Nọ một cây ớt. Đâu cái ớt đâu. Đâu là ớt đâu. Nọ một cây tiêu. Nọ một là chuối. Cái rau này rồi nè. Cái rau. Cái rau hành. Hành. Rồi kết thúc vậy đây. Xin chào. Quay làm gì? Xin chào tạm biệt. Tạm biệt các bạn sau nha. Nói dùm ra đi cái xin rồi nha. Chạy đua nhỏ bé khí kia rồi kìa. Cái gì? Rồi kết thúc vậy đây. Người mẫu tiếp theo, người mẫu Diêu Châu. Cô đừng đỏ cái đá. Người mẫu Diêu Châu cao 1m55. Số đo 3 vòng 10. Rồi chào. Xin giới thiệu người mẫu Hot Boy. Đi từ từ thôi.
Rồi 30 màu đi. Đi cùng lúc. Đi nhìn máy quay. Nhìn máy quay, nhìn máy hình.